cái sự rủi ro mà đặt cọc bên em, mà bên em hỗ trợ mà có cái sự cố gì mà nó xảy ra đó thì bên em trả lại tiền cọc nha. Ở mình rồi, hello anh em nha, em Thanh Ô Tô Cũ đây, cho em cái lời chào lời chúc sức khỏe anh em ha. Bãi xe của em nằm ở địa chỉ là 756 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân ha. Có 7 chỗ, có 4 chỗ, có này nọ là cũng có đầy đủ hết. Bữa nay là ngày 18 tháng 4 2024 ha, nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương ha. Quý khách quý anh chị mình cũng đi chơi này nọ rồi cũng nhiều ha, còn em thì cũng phải đi làm, quay xe để cho mọi người cùng coi ha. Bữa nay bán được cái gì, mua được cái gì ta? Bữa nay mua được con Carnival này mua ở dưới Bến Tre, rồi mua được con Fiesta. Rồi em sẽ quay lại con này nha, con Kia Soluto này. Thì hôm bữa là cái câu chuyện là em đã nhận cọc chiếc xe này rồi, em nhận 10 triệu. Nhưng mà hôm bữa là ngay thứ bảy chủ nhật gì đó, ngân hàng không có, bên thẩm định không có check được. Thì qua ngày hôm thứ hai đó thì có check. Thì cái anh mà em nhận cọc á là anh vợ của anh thì anh bị dính nợ xấu, cho nên không có làm góp, không có vay được ngân hàng ha. Thì em cũng rất là dễ chịu. Bên em cái gì nói chung là những cái sự rủi ro mà đặt cọc bên em, mà bên em hỗ trợ mà có cái sự cố gì mà nó xảy ra đó thì bên em trả lại tiền cọc nha. Đó, mình làm ăn cho nó lâu dài và nó uy tín, nó đàng hoàng thì may mắn nó sẽ tới, chứ em cũng không có mà nhận cọc rồi lấy luôn cái tiền cọc đó của quý khách mình. Thế cho nên á, cứ yên tâm, em được cái uy tín đó cho nên mới tồn tại được ngày hôm nay ha. Nói chung là được nhiều khách hàng, được nhiều bạn bè này nọ đâu cũng biết được mình sống đàng hoàng và uy tín thì mọi chuyện nó tự động, may mắn nó sẽ tới ha. Rồi thì em quay lại con này là con Kia Soluto đời 2021 nha, số sàn bản Deluxe này, bản đủ, Odo chuẩn mới có 27.000 cây, một chủ mua mới từ đầu luôn ha. Xe này em mua ở Bình Dương, full lịch sử hãng. Em quay một vòng ha để cho mọi người cùng coi. Bản đủ thì nó có mâm đúc nè, rồi xi nhan gương, rồi đèn gầm, bi, cái này bi nhỏ nhỏ, thì bi này bi 2.0, bi gầm nhỏ ha. Rồi cái led định vị này, led định vị ban ngày đó. Nói chung là bản đủ nó trên là so với cái bản thiếu nó cũng khoảng mấy chục. Con này hiện tại bây giờ giá cũng khá là tốt rồi. Nếu mà mình tiết kiệm được, nếu mà mua con này mình tiết kiệm được khoảng, em nghĩ nó đâu đó gần 200 triệu so với mà mua xe mới. Một cái bài toán nha, giả sử như mình đang có cái dự định là muốn mua xe để chạy dịch vụ á, em nghĩ đây là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Vì em bán cái dòng này với lại vào dòng Vios, Accent này rất là nhiều. Vì thứ nhất là đời cao, thứ hai nữa là mình có cái số vốn nó ít, số vốn mình nó loanh quanh nó khoảng 100 hơn xíu là mình có thể tiếp cận mua được cái xe mình sử dụng cho mục đích là đăng ký qua dịch vụ mình chạy Grab hay là chạy gì đó. Phần còn lại mình góp qua ngân hàng mình trả từ từ. Cũng giống như cái anh vừa rồi em mới vừa kể câu chuyện đó, anh cũng cọc 10 triệu đà để anh mua, anh góp qua ngân hàng đó. Rồi lớp lát đâu này nọ là còn nguyên zin hết nha, 4 cái lớp quà là nguyên zin theo xe nè, còn cũng khá là dày nha. Rồi xe đi mới có 27.000 cây à, 2020 hết trơn luôn nha, đánh lớp mà 2020 á. Đâu rồi, em hình như nó đảo ngược vào trong hay sao rồi đó. Nè, cái form của nó ha, form này là nhiều anh em trên mạng kêu là sedan phân khúc hạng B, còn nhiều anh em kêu là sedan A cộng đó, thì không biết nó như thế nào nữa. Nhưng mà theo em tìm hiểu thì em thấy thông số của Kia đưa ra nó là sedan phân khúc B đấy. Máy của nó là 1.4. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó nếu mà chạy hỗn hợp trong thành phố thì nó khoảng là 7 lít trở lại ha. Máy nó nhỏ, số sàn em nghĩ nó tiết kiệm hơn số tự động nhiều, mình làm dịch vụ thì nó sẽ ok. Nó cũng ngang với lại Vios đó, máy Vios nó thì nó 1.5. Rồi tổng thể phía ngoài ha, không có chạy xước gì hết nha. Đấy, rất là đẹp luôn, màu trắng. Rồi nãy giờ mình coi phía ngoài rồi, bắt đầu mình chuẩn bị mình vào phía trong coi phía trong như thế nào nhé. Đèn nè, đèn sáng giới nha, nguyên zin, nguyên bản zin hết trơn á. Này nó dơ tí xíu thôi. Logo Kia nè, đấy, rất là đẹp. Rồi em coi vào phía trong ha. Nè, bản đủ nó tay nè, cái tay nắm này mạ rơm nha. Cái bản thiếu thì bản bay nó sẽ không có. Thì cái bản đủ thì ghế nè, ghế là ghế da, ghế da nè ha.
Coi cái củi số này mình mới thấy được cái xe nó đẹp. Cái củi số này 27.000 chuẩn luôn nha. Em bao cho mình check test ở hãng đồ, check các kiểu con đà điểu luôn, check thoải mái ha. Nè, bản đủ này nó có ở trên đây nó có là phím bấm tích hợp nè, vô lăng nè ha. Còn rất là không có một miếng nào gọi là mòn luôn chứ không phải là mòn nữa. 27.000 cây chuẩn luôn nha. Đấy. Màn hình Android nè. Rồi, có một cái điều mà em phải nói là em thấy là Kia họ đột phá hay là họ phá nữa là họ đem cái nút bấm cửa họ đem nó để ngay chỗ này. Nhìn nó em cảm giác nó em chưa có quen, em sử dụng nó không có được thoải mái cho lắm. Tại vì truyền thống hồi xưa giờ là nó ở vị trí này. Đó, hoặc là cái vị trí bên đây. Đó. Thì mình muốn bấm cửa cái mình để tay đây mình bấm ha, mình quen cái thói đó rồi. Mà bây giờ họ Kia sẽ bỏ vào cái vị trí này. Em không biết này là cải tiến hay là cải lùi gì nữa ha. Rồi, được cam hành trình ha, cam hành trình. Rồi, cơ bản thì những cái tính năng cơ bản của Kia vậy đó. Em nổ máy luôn, sẵn tiện ngồi trong đây em nổ máy luôn ha. Mở capo luôn. Cái hàng ghế phía sau nó là phân khúc B thì cái hàng ghế phía sau em là một người cao 1m72 thì em ngồi vào đây nè, cảm thấy nó cũng gọi là cũng thoải mái ha, chứ nó cũng không đến nỗi là chật nha, nó phân khúc B mà. Còn rất là sạch sẽ và đẹp luôn, nói chung là zin hết nguyên bản từ trần rồi tấp bi nè rồi ghế này nọ đâu, nói chung là không có thể nào mà chê đâu vào đâu được hết. Nè, ốc đồ này nọ đồ cũng là nguyên bản zin hết trơn nha, keo chỉ đồ là cũng zin hết. Cái anh bán cái xe này là anh cũng là coi YouTube của em, coi kênh của em là biết em có thu mua xe cũ có giao dịch thì ảnh cũng gửi cho em cái xe này, nói chung là nó quá tuyệt vời. 27.000 cây thì không thể nào chê cái gì nữa rồi ha. À, nó có cái cảm biến lùi nữa ha, cảm biến lùi. À, bản Deluxe nha, Deluxe Kia này nó có tới 4 bản nha, bản bay số sàn, bản Deluxe số sàn, bản Deluxe tự động và bản Luxury, đó nó có tới 4 bản. Cái bản này là cái bản số sàn, giá nó cũng khá là tốt, em bán có 300 mấy thôi, nè thắng đĩa luôn nè. Phía sau nó có trang bị thắng đĩa nè, bản đủ nó sẽ có thắng đĩa ha, thắng đĩa, lớp đồ cũng còn dày, thắng đĩa trước luôn ha. Nỉ đâu cũng còn nguyên bản nguyên zin hết trơn nè. Đây nè em dở lên cho coi. Đây nè, nỉ rồi ha, còn nguyên zin hết trơn nè. Còn sạch sẽ luôn, đẹp lắm. Ốc đồ cũng zin hết à. Khi mà đã có được cái xe này á, cảm giác mình nó khi mà em biết chắc chắn em bán cái xe này ra cho khách hàng mình là những khách hàng mình từng đi coi tham khảo chỗ A, chỗ B nhiều. Sau đó tới chỗ em coi cái xe này. Em biết chắc chắn luôn là mình không chê vào đâu được. Vì em là cái người buôn xe, em biết được những cái sản phẩm của những đối thủ, những anh em buôn chung. Trong nghề mới biết được là mỗi anh em một cái phân khúc. Nhiều anh em là thích mua xe dịch vụ để dọn lại cho nó giả là thành gần với xe gia đình. Còn nhiều anh em lại là ngược lại, người ta muốn thích là mua xe gia đình về là bán, dọn sơ là bán. Thì mỗi người một phân khúc là cách làm là như vậy. Cho nên quý khách mình mà gọi là so sánh giá cả thì chổi giùm anh cái xe này, chổi giùm anh cái cây này lên em. So sánh giá cả thì không, ông bà ta nói câu là tiền nào của nấy ha. Cái chất lượng nó đi đôi với lại cái giá trị tiền bạc mình bỏ ra. Chứ nó không phải là mình muốn cái xe này nó rẻ đến mức gọi là rẻ bè rẻ thúi mà cái chất lượng nó cao thì không có đâu. Nhưng mà con này thì mình nếu mà anh em cứ tìm hiểu đi, em bán con này chỉ có 328 triệu thôi. Mình lên mạng mình coi, mình search, mình tìm hiểu nha. Đời 2021 mà số sàn bạn đủ á, anh em sẽ bán khoảng là 330 hoặc là 345 đấy. Nhưng mà em chỉ bán cho 328 triệu ha. Máy đang nổ nè, ốc chân máy nè nguyên zin ha. Đấy, này ốc zin hết này ha. Đấy. Nắp cam cò, hốc cam cò nè, tem này nọ đồ cũng đầy đủ nguyên zin hết nè. Ốc đồ còn 7 màu hết trơn luôn, còn rất là cứng, cái xe đẹp lắm. Cái này có lịch sử hãng mà mình cứ yên tâm ha.
rồi xương nè, ốc cabo rồi nọ đâu nè ha, còn nguyên viên hết trơn nè, keo rồi nọ đâu. Máy đang nổ, máy nổ cực kì luôn. Rồi quý khách anh em mình gọi quan tâm chiếc này thì cứ inbox cho em ha, hoặc là muốn coi trực tiếp thì cứ theo địa chỉ là 756 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân ha. Mình đi tới nơi mình coi, mình lái, mình chạy thử, mình trải nghiệm. Rồi ưng cái nào không ưng cái nào đó thì cứ nói em bổ sung, em làm thêm cho, để cho nó hoàn thiện, mình có cái xe mình đi về mình nở mày nở mặt với bà con ha. Chứ đi mua cái xe mà về nó eo ụt quá, hoặc là mình về mình cũng phải bỏ thêm ít tiền mình tu bổ nữa, thì mai mốt nó phát sinh, nó xe nó ra giá trị nó đội lên cao á, mình nhiều khi mình cũng không muốn khoe, nó hơi ngại. Còn như cái xe này thì em nãy em có chia sẻ nó, nếu mà thật sự mình mua để việc mà kinh doanh chạy dịch vụ này nọ đồ á, thì em nghĩ đó là cái lựa chọn phải cực kỳ hợp lý luôn. Vì thời điểm này so với cái giá mà mua mới thì nó đã lệch trượt giá là hết gần 200 triệu nha, khoảng 170 mấy 180. Thì bây giờ mình tiếp tục, nếu mà mua xe này để làm ăn ha, thì nó sẽ rất gọi là hợp lý về cái việc mà mình không có áp lực việc nhiều khấu hao. Khấu hao nó đã trừ rồi, nó đã trừ cho cái chủ trước, người ta đã sử dụng 1 năm 2 năm đó đã bị trượt giá và nó đã bị khấu hao ha. Còn bây giờ thì không còn khấu hao nữa nếu mà mình mua cái xe này ha. Rồi em nhắc lại cái xe này giá bán nha, 328 triệu. Còn bớt chút đỉnh cho quý khách mình, chắc chắn là em sẽ bao gút hồ sơ sang tên này nọ cho quý khách mình. Quý khách mình thiện chí tới coi, chịu cho em thêm cái mức thuế chút xíu thôi là em bao ra tên cho mình luôn ha. Rồi ok, em xin chào và hẹn gặp lại ha.